bánh giò, bánh chưng, chưng gai, bánh giò. Như là mình làm theo cái tâm của mình. À, mình làm sao cái lòng chân thật đó, mình làm nó ra ngon. Ai ăn khen ngon mình có niềm vui. Hồi đó cô hỏi chị Phóng mới vô là cô bán chợ này rồi. Cô bán khoai lang không mì. Và cái xong cái thời gian cái cô bán bắp. Trái bắp á, bắp luộc. Cái xong cái một cô mới chuyển qua người này. Dạ. Vất vả lắm cô ơi. Thứ hai thì chè bắp chè thảo môn. Thứ ba chè chuối chè mì. Thứ tư chè thân, ngày mai chè thân đúng không? Thứ năm chè đậu chè mì. Thứ sáu chè bắp chè mì. Thứ bảy là chè thịt sọn chè đậu. Sọn này bán rất nhất rồi con. Sau này hình như là người ta thích ăn nhiều nhất. Tháng này là sầu riêng bỏ lọc. Còn tháng nữa là sầu riêng di sáo gì đó con, rồi chuồng bò nữa. Tự đi mua, tự mình lựa. Cái này mua mỗi ngày, mỗi bán nó mới ngon. Để cách ngày đâu ngon đâu con, nó hết mùi thơm. Ngày nào mua bán ngày đó. Như là bây giờ bán, có khi 7-8 giờ đi dọn về. Dọn về xong giữa đồ lá chuối thì có người lao rồi mình sắp vô giỏ đàng hoàng. Cái xong cái mình đi ngủ, cái ngủ 4 giờ dậy cái đầu ngâm nếp, ngâm nếp xong rồi cái bắt đầu cái nhúng lửa lên là nấu giết luôn á. Buôn này bắt kia buôn kia bắt nọ rồi xong cái đi chợ về làm giết luôn á, không có nghỉ ngơi á. Mà làm xong mà bắt đầu tắm rửa rồi đi lên luôn đi bán luôn á. Nó kêu dạy nghề nhưng mà không có dạy. Tại vì không có thời gian làm á, rồi tất bật đi bán không mà có mình chủ nhật là nghỉ mà. Chủ nhật nghỉ thì đi chùa, đi từ thiện. Ăn đây cũng cỡ 10 năm. Số bò là mình thường ăn. Số bò vị gạo nếp nó dẻo, rồi có vị sầu riêng nó thơm, ăn dễ ăn. Ở đây thì cũng có chè nè, chè ăn cũng được, chè ăn cũng ngon. Cho mọi người ăn. Con này chè gì? Chè chuối luôn. Này bánh khoai mì hả chị? Khoai mì.